Ngay lúc này, hãy đặt tay lên tim và con xin phát nguyện. 1. Trung thực tới tận cùng, không gian dối, không đổ lỗi. 2. Kỷ luật và kiên cường, không dễ dãi, không chùn bước. 3. Đồng hành cùng đồng đội, không bỏ rơi, không chỉ trích. 4. Khiêm hạ và học tập suốt đời, không so bì, không tự mãn. 5. Phụng sự vô điều kiện, không đòi hỏi, không mong cầu đền đáp.